Này, bọc cái tem bảo hành của bác Đạt đây, mà mình màu xanh này. Để cái tem này nó về nhà cầm nó cũng kiểu kiểu này, nó cứ bị cấn, với lại nó cũng sắp rách đây. Này bọc mẹ luôn. Bọc khó phết. Mấy cái tem kiểu này mà dán ở chỗ này thì kiểu gì dùng một thời gian nó cũng bị rách chỗ góc này thôi. Cái này thì bên Bác Đạt bảo là sau 30 ngày đổi trả thì bóc được. Hôm nay chưa hết đâu nhưng mà bóc mẹ đây. Để nhìn nó cứ ngơ mắt. Dính cái keo nữa. Ok, sạch sẽ. Về vừa nhìn mặt sau đẹp hơn mặt trước, màu xanh rất là đẹp, còn cái loại màu đỏ nữa, thích loại màu đỏ nhưng mà cái loại này đắt quá, chịu. Ok.